Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Xin giới thiệu, Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm trên mặt tiền đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh. Và căn nhà của mình á, thì xe hơi có thể nằm ngủ trong nhà được luôn. Bà gia chủ đang chào bán với mức giá chỉ 6,6 triệu thương lượng thôi. Hiện tại Vân đang đứng trên trục đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh nha. Và trước mặt của chúng ta đó, ngay vị trí đó là mặt tiền đường Lê Quang Định nha. Ngay khúc ngã giao giữa đường Lê Quang Định và đường Nguyễn Văn Đậu. Còn phía bên phải này á, là mình hướng về trục đường Hoàng Hoa Thám. Vị trí nhà mình cách mặt tiền đường Lê Quang Định khoảng 50m. Và đây là căn nhà mà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị nè. Địa chỉ nhà là 28 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh. Nhà có hướng chính là hướng Đông Nam, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Nhà có chiều ngang là 4m, tính từ điểm này đến điểm bên đây là 4m nè. Chiều dài của căn nhà là 14m, diện tích đất công nhận là 43.3m2. Diện tích xây dựng nhà là 28.7m2 tính từ phía bên đây nè. Ngay chỗ này mình xây lên là khu vực nhà mình có một trệt một lầu. Công năng của căn nhà mình gồm có một cái khoảng sân trống phía trước nhà nè. Mình có thể để kinh doanh hoặc là để xe ô tô trước nhà vẫn được. Và đây là không gian của phòng khách nè. Đây là không gian của phòng khách. Thì hiện tại nhà mình đang để trống nha, cứ cô chú anh chị mua về thì mình có thể sửa chữa thêm một chút xíu rồi mình có thể ở hoặc là khai thác kinh doanh cũng được. Đây là không gian của khu vực bếp. Bếp được gia chủ trang bị sẵn một hệ tủ bếp trên dưới nhưng mà khá là cũ và đã hư hỏng nhiều. Quý cô chú anh chị mua về thì mình cần thay lại một cái hệ bếp dưới nè. Nó đã bị mục và mối khá là nhiều rồi. Ở đây mình còn lại một cái bếp âm. Và đây là vị trí của nhà vệ sinh dưới trệt nè. Nhà mình thì chỉ có một nhà vệ sinh này thôi. Ở trên lầu mình không có nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh thì có những thiết bị vệ sinh cơ bản sẵn rồi. Và phía này nè, mình có một cái giếng trời nè, để tạo sự lưu thông đối khí cho căn nhà của mình. Và đây là hệ cầu thang của căn nhà mình. Cầu thang bằng gỗ nha. Bây giờ tôi xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1. Khu vực lầu 1 mình thì có 2 phòng ngủ, một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau thôi. Đây là không gian của phòng ngủ phía trước nè. Phòng ngủ phía trước mình có một cái khung cửa sổ rất là to và một máy lạnh. Nhà mình thì phòng này mình sử dụng hệ thống cửa lùa nè, để tiết kiệm không gian cho căn nhà. Và đây là phòng ngủ thứ hai ở phía sau. Thì phòng ngủ này á, mình có 2 cửa sổ, một cửa sổ và phía bên trái của căn nhà. Và một cửa sổ nằm ở hướng giếng trời ha. Đây, nhà này về thì mình cần phải sửa chữa khá là nhiều luôn. Và căn nhà mặt tiền số 28 Lê Trực này đang được gia chủ chào bán với mức giá là 6,6 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.